Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Chào mừng các bạn đã trở lại với một video mở hộp điện thoại trên kênh YouTube của mình. Và chiếc điện thoại mà mình mở hộp ngày hôm nay nó có tên đó là ZTE Blade A51. Đấy, cái dòng Blade các bạn nghe có vẻ như là tương đối là xa lạ đúng không ạ? Đấy, thì đầu tiên là ZTE là một tập đoàn viễn thông ra đời vào năm 1985 và họ đã có mặt ở trên 140 quốc gia trên toàn thế giới. ZTE thì các bạn cũng biết là họ nổi tiếng với rất nhiều các cái sản phẩm smartphone đa dạng phân khúc. Ví dụ như ở trên kênh YouTube của mình ấy, thì mình đã mở hộp cũng như là trên tay cái dòng Ason là cái dòng smartphone tầm trung cho đến cận cao cấp. Đấy, tiếp tục nữa là mình cũng đã trên tay các cái dòng smartphone nhiều là Red Magic là cái dòng gaming phone cao cấp của ZTE. Còn cái dòng Blade ấy, là cái dòng giá rẻ của ZTE. Và hiện tại thì ZTE đã chính thức quay trở lại Việt Nam thông qua việc là họ đã mở các cái gian hàng chính hãng trên các nền tảng thương mại điện tử lớn, ví dụ như là Shopee, Tiki với cả Lazada. Và mức giá của cái sổ này niêm yết thì sẽ là 3.290.000 đồng. Tuy nhiên, khi các bạn mua hàng qua cái đường link mà mình đã để ở phía dưới phần ghim comment của video này thì các bạn sẽ được mua với mức giá là 2.790.000 đồng và còn được tặng kèm theo một tai nghe Xiaomi Basic nữa đó. Vậy thì với một cái mức giá nó rất là rẻ như vậy thì ZTE Blade A51 có những điểm gì đặc biệt? Hãy cùng bắt đầu với mình ngay trong video ngày hôm nay. Đầu tiên là mình sẽ bỏ cái sổ tương đối là bắt mắt này qua bên đi lại nhá, để xem là hộp phụ kiện của nó sẽ có những gì nào. Phiên bản mình đang cầm trên tay là phiên bản RAM 3, bộ nhớ trong 64, cũng tương đối là thoải mái ở trong cái tầm giá dưới 3 triệu rồi. Rồi, chúng ta sẽ xem ở bên trong này nó sẽ có những gì nào. Đây, bên trong này thì chúng ta sẽ có sách hướng dẫn sử dụng này. Chúng ta sẽ có ốp lưng này. Đây là ốp lưng dẻo trong suốt, nó sẽ giúp bảo vệ máy chống xước, chống va đập được tốt hơn. Bên trong này chúng ta sẽ có thêm que dọc SIM nữa này. Đó. Chúng ta sẽ có thêm một cái củ sạc. Củ sạc này là củ sạc 5V 1A. Rất đáng tiếc, đây chỉ là củ sạc chậm thôi. Và mình thấy rằng là 5V 1A là rất chậm đấy nhá. Đấy, nếu mà có được 5V 2A thì ít nhất nó cũng còn đỡ hơn. Rồi, chúng ta sẽ có một cái sợi cáp chuẩn USB Type-C. Cáp thì lại là một điểm cộng bởi vì trong cái tầm giá này thì đa phần các dòng họ chỉ trang bị cổng micro USB thôi. Con này được USB Type-C. Và hết rồi, phụ kiện chỉ có vậy. Về cơ bản thì mình thấy là phụ kiện cái mà đáng chê nhất ở trên ZTE Blade A51 đấy chính là cái sạc thôi, còn lại thì cũng ok rồi. Quay trở lại với ZTE Blade A51 thì điều đầu tiên khi mình cầm cái sổ này trên tay đó là nó rất là vừa tay luôn. Khối lượng nó sẽ rơi vào khoảng 173g, một khối lượng khá ổn. Và độ dày thì sẽ rơi vào khoảng 8,5mm. Cái cảm giác cầm nắm của sổ này nó tốt ở cái chỗ là những cái góc ở phía sau này họ bo vào 3D như này giúp chúng ta có một cái cảm giác cầm nắm tốt hơn, cũng như là việc cái mặt lưng này nó là mặt lưng nhám sần. Với cái mặt lưng nhám sần như này thì chúng ta cầm vào chúng ta sẽ cảm thấy là nó bám tay hơn, cũng như là nó sẽ ít để lại mồ hôi và dấu vân tay hơn so với cả mặt lưng bóng. Đấy, bạn có thể nghe thấy này, được chưa? Đó, những cái tiếng rít 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 như này để thể hiện cho cái độ gai góc của cái mặt lưng này. Rồi, tiếp tục nữa nào, chúng ta sẽ có các cái phần chia ra như này để tạo ra điểm nhấn này. Đấy, các những cái đường thẳng cắt chéo như này. Rồi, ở phía sau này thì chúng ta sẽ có cụ camera kép ở phía sau. Nó không quá lồi so với mặt lưng đâu, nó lồi lên rất là ít thôi. Chúng ta sẽ có một camera chính có độ phân giải là 13MP. Và chúng ta sẽ có thêm một cái camera hỗ trợ cho việc chụp ảnh xóa phông, có độ phân giải là 2 chấm nữa. Như vậy là sản phẩm này nó không có camera góc rộng, đây sẽ là một điểm chê nữa. Tuy nhiên là trong cái tầm giá rẻ này thì ra là cũng không có quá nhiều sản phẩm mà được trang bị như vậy. Chúng ta sẽ có thêm một cái đèn flash ở phía dưới này và vẫn có được cảm biến vân tay như các bạn nhé. Một số những sản phẩm ở trong cái tầm giá này là họ cắt đi cảm biến vân tay, thế tuy nhiên là sản phẩm này thì vẫn có. Ở phía dưới này chúng ta sẽ có một cái phần loa ngoài như này nữa này. Để loa ngoài thì đặt ở đây, và tất nhiên rồi, với một chiếc điện thoại giá rẻ như này thì chúng ta sẽ chỉ có loa đơn thôi chứ không có loa kép. Và với cái loa này thì nhà xuất họ đã khéo léo bằng cách là họ đã uốn cái phần ở giữa này cong lên để khi mà chúng ta đặt xuống mặt phẳng như này nó vẫn sẽ có một cái độ kênh nhất định để cho âm thanh được thoát ra. Được chưa? Rồi, ở phía các cạnh máy thì sao? Ở phía cạnh trái chúng ta sẽ có một cái khay SIM line. Chúng ta có thể tùy chọn đó là 2 SIM hoặc 1 SIM một thẻ. Ở phía bên cạnh phải chúng ta sẽ có phím nguồn cũng như là phím tăng giảm năng lượng. Ở phía dưới này chúng ta sẽ có một cái cổng sạc chuẩn USB Type-C. Chúng ta sẽ có thêm mic thoại. Và phía trên cùng này thì vẫn giữ được sắc cắm tai nghe 3.5. Chiếc điện thoại của chúng ta thì nhà sản xuất họ vát cái phần màn hình này, nó vát đi một chút, nó không quá phẳng để giúp chúng ta khi mà vuốt vào như này nó không bị hiện tượng bị cấn tay. Rồi, và khi mà mình mở sáng màn hình lên thì các bạn có thể thấy là cái phần viền dưới này làm khá là dày luôn. Đấy, và đây sẽ là một cái điểm chê. Thế tuy nhiên là rõ ràng là với một cái tầm giá này thì chúng ta cũng khó thể đòi hỏi là cái viền dưới này nó phải mỏng được, đúng không ạ? Chúng ta sẽ có phần viền trên là thiết kế theo kiểu dạng giọt nước, đây cũng là một cái thiết kế tương đối cũ rồi. Còn cái phần viền hai bên này thì làm tương đối ổn này. Đấy, tuy nhiên phần viền dưới này làm dày quá.
Và ở chỗ giọt nước này thì chúng ta sẽ có một cái camera selfie có độ phân giải là 5 megapixel ở mức độ đủ dùng, đủ để cho chúng ta có thể gọi điện video call hay là chụp ảnh selfie ở trong những điều kiện đủ sáng nhé. Và trên cùng này thì chúng ta sẽ có một cái loa thoại. Rồi tiếp tục nữa nào, tiện thể nói về màn hình thì sao? Chiếc điện thoại này sẽ sở hữu một cái màn hình với kích thước là 6,52 inch, độ phân giải sẽ chỉ là HD cộng mà thôi, 1600 x 720 pixel, tỷ lệ màn hình là 20:9 cho một cái mật độ điểm ảnh rơi vào khoảng 269 ppi. Màn hình HD cộng rõ ràng không phải là cái điểm mạnh của sản phẩm này rồi, nếu như không muốn nói là đây là một cái điểm trừ của nó. Với một cái mật độ điểm ảnh là 269 ppi thì chắc chắn là chúng ta sẽ nhìn thấy ra điểm rỗ ở trên cái sản phẩm này rồi đấy, nếu như chúng ta nhìn gần. Còn cái nhược điểm của màn hình IPS ở trên cái sản phẩm này đó là cái độ sáng nó không cao. Các bạn có thể thấy là mình đã để cái độ sáng lên tới mức tối đa rồi. Đây, đội để mức tối đa luôn này. Đấy, tuy nhiên là nhìn vào màn hình như này thì các bạn sẽ thấy luôn đấy là độ sáng nó không cao nhé. Đấy sẽ là điểm trừ. Như vậy là cái màn hình này thì sẽ có hai điểm trừ, một là độ phân giải và hai là độ sáng. Đấy, tuy nhiên là chúng ta xét đi thì cũng phải xét lại, đấy là ở trong cái tầm giá này thì chúng ta cũng khó có thể đòi hỏi được hơn, đúng không ạ? Rồi, tiếp tục nữa nào, chúng ta sẽ nói về phần hiệu năng thì sao. Về hiệu năng, cái điện thoại của chúng ta sẽ chạy con chip Unisoc. Con chip này thì sẽ có mã hiệu đó là SC9863A. Con chip này thì cũng là một con chip khá là cũ rồi, được sản xuất ở trên tiến trình 28 nanomet. Điểm cho tu cho ra thì sẽ rơi vào khoảng 122.000 điểm, CPU sẽ rơi vào khoảng 33.000 và GPU sẽ rơi vào khoảng sấp xỉ 14.000 điểm. RAM ROM đi kèm theo máy đối với phiên bản của mình đang cầm trên tay này là RAM 3, bộ bên trong 64. Đấy, như vậy là với con chip thì sẽ là điểm trừ, tuy nhiên là với RAM ROM thì mình nghĩ đây sẽ là một cái điểm lợi thế của dòng này khi mà nó có một phần ROM tương đối là thoải mái. Còn về pin ấy, thì cái chiếc điện thoại của chúng ta sẽ chỉ có viên pin là 3200 thôi. 3200 ở thời điểm hiện tại là tương đối yếu đối với cả một cái mẫu máy điện thoại Android như thế này rồi. Rồi, ok. Chúng ta sẽ đi đến cái phần cài đặt để chúng ta sẽ kiểm tra xem là giới thiệu điện thoại thì nó sẽ như thế nào nhé. Hiện tại là chiếc điện thoại của chúng ta sẽ chạy phiên bản Android 11. Đó, và tất nhiên rồi, tiếng Việt thì sẽ có sẵn luôn đấy. Tuy nhiên là mình thấy là cái độ Việt hóa là chưa được 100% đâu. Ví dụ như là màn hình khóa này, các thứ này thì họ lại ghi là home screen and lock screen này. Các bạn nhìn không ạ? Đấy, kể cả thanh thông báo các thứ này thì họ lại ghi là notification và status bar các thứ này. Đấy, các bạn nhìn không ạ? Nghĩa là nó Việt hóa chưa được hoàn toàn. Đấy, nên là nó sẽ có một số phần là nó vẫn ghi bằng tiếng Anh đấy nhé các bạn nhé. Đấy, thì mình cũng cần phải chú ý thêm cho các bạn cái điều này. Còn đây là giao diện camera trước của cái sản phẩm này đây. Camera trước như này thì mình nghĩ là chỉ đủ để cho bạn gọi điện video call cũng như là chụp ảnh trong điều kiện đủ sáng thôi. Chứ nếu mà ngược sáng như này thì bạn có thể nhìn thấy là nó đã tương đối bị tối rồi. Đấy. Còn đây là camera sau. Đó. Camera sau của chiếc điện thoại này đây, chúng ta sẽ có chế độ tự động ở đây. Và tất nhiên rồi, chúng ta sẽ có chế độ chụp ảnh chân dung, nghĩa là xóa phông với việc là giả lập nữa. Đấy, tuy nhiên là nó sẽ không góc rộng nữa nhá. Tổng kết lại thì ZTE Blade A51 sẽ là một cái sự lựa chọn dành cho những bạn nào mà thích điện thoại giá rất là rẻ, rơi vào khoảng 2,7 triệu, vẫn được tặng kèm thêm cả tai nghe. Chúng ta sẽ có hộp phụ kiện cũng tương đối đầy đủ, có ốp lưng, có một cái thiết kế mặt lưng khá ổn, kèm theo đó là một cái màn hình lớn và một cái bộ như trong tương đối thoải mái. Tuy nhiên là những điểm trừ ví dụ như là sạc chỉ có 5W mà thôi này, rồi là viên pin thì cũng chỉ rơi vào khoảng 3200, màn hình là HD cộng, con chip thì cũng chưa phải là con chip mạnh mẽ và không có camera góc rộng. Đấy, thì đấy là những cái nhược điểm của sản phẩm này. Các bạn có chấp nhận đánh đổi lấy những nhược điểm để đổi lấy những ưu điểm của sản phẩm này hay không? Hãy để lại comment cho mình biết nhé. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Tất cả thông tin về chiếc điện thoại này thì mình đã để phía dưới phần ghi comment của video này rồi nhé. Bye bye.